nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống con vào đời cho con một mái ấm, có bóng cha yêu hiền hòa, có tình mẹ rất bao la,
tình cha giang cánh bay, tình mẹ cao vút mây. Đọc kính cha cánh chúa mắt, cùng toàn thể các tu sĩ tín nữ kính thưa ban thường vụ hội đồng giáo lý mắt cùng tất cả toàn thể trong giáo lý cũng như ngoài giáo lý đã tạo mọi việc cho gia đình của chúng tôi được tổ chức giới thiệu để tri ân đến quý vị. Gia đình chúng tôi không biết có gì hơn chỉ xin cúi đầu để bái tạ. Chúng ta được là khách mời của gia đình để chúng ta cùng đứng lên và một cái lễ trang một cái tiếng cầu nguyện cho thế giới Maria xin chúng ta cùng đến sớm được hưởng nhan thánh tình yêu của Thiên Chúa. Lạy Chúa xin thương xót chúng con vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Lạy Chúa xin con làm từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu rỗi cho em. Lạy Cha chúng con ở trên trời cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con Maria và xin Chúa chúc phúc lành cho chúng con cùng với của anh chúng con hưởng dùng đây cho lòng nhân hậu yêu thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.